Dạ, con chào các cô. Hôm nay là như lời đã hứa thì con sẽ lên cái mẫu mới ha, mẫu mới của 5D quần dài, mẫu mới 5D quần dài tay cục ha. À, con có từ size 3 đến size 7, từ 50 kg, 50 kg đến 75 kg ha. 75 kg nếu như mà đồ to mà cô nào mà tầm dáng hơi thon gọn á thì tầm khoảng 78 kg vẫn vừa ha các cô. Dạ. 78 kg con cũng vẫn có size ạ. À, dạ con like ha. Dạ rồi. Mã 1 của con. Mã số 1. Con có từ size 3 đến size 5 ha. À, con giờ con like size 3 trước. À, mấy size 3 là có mười mấy mã là con có đầy đủ từ size 3 đến size 5 ha. Còn mấy size 4, size 5, size 6 thì một tí nữa con sẽ like size lẻ thì mấy size đó lại có màu khác á, cho nên là con like lên cho các cô xem. Dạ đây. Vẫn là giá 95 ngàn một bộ ha. 75D các cô tay cục ha, 75D tay cục. 75D tay cục, bông rất là đẹp ha các cô, bông rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Là 5D á, chất liệu vải giải 5D á, thì mát mềm mịn, ít rút ton thì phải rút rồi ạ. À, con xin nói lại ha, chất liệu ton á thì nó sẽ rút rút nhiều hay rút ít thôi ạ. À, dạ cái chất vải này của con á, là nó rút ít hơn các cô, nó rút ít à, cho nên nó là con các cô cứ báo giá thôi, ý là cô xin lỗi báo số ký thôi, chiều cao báo số ký thôi thì con sẽ giao đồ ạ. À, dạ. Cái đường chỉ á, thì con đã nhập rồi, con đã nói với cô ha, con sẽ may rất là kỹ ha, đường đái, đường biên quần, đường đái con may rất là kỹ ha. À, áo cũng vậy ha các cô, áo cũng vậy, con may rất là kỹ ha, cho nên là bộ đồ rất là chắc chắn nha. Khi các cô nhận rồi thì các cô chỉ việc mặc lên thôi ạ, à, chứ không có cần phải là coi đường biên, đường chỉ hay là may thêm một lần nữa. Cái đường dây thun này mà con may hai đường, dằn hai đường luôn, cho nên là các cô đừng sợ nhé. Dạ rồi. À, chất liệu ha. Dạ, con xin nói lại ha, bộ đồ của con có giá là 95.000 một bộ ha. Bộ đồ con có giá là 95.000 à. Con không phi ship ha, con không phi ship ha. Vải toan 5D mà con bán quần dài nữa mà 95.000, cho nên là con không phi ship ha. Có cô hoan hỷ yêu thương con ha, ủng hộ con ha. Dạ rồi. Dạ con xin phép ha, mã 1. Mã 2. Dạ đây mã 2. Quá đẹp ha các cô, bông ha, bông bóng ha. Cái này là giống như là hình bông bóng ha. Mặc lên rất là sang à. Mặc lên rất là sang à. Sang trọng, rất là sang trọng luôn à. Quần ha. Dạ rồi, ống quần thì là 28 ha các cô. Cái bộ đồ này á, con nói thiệt, cái đồ to nó mình mặc rộng á, mà ống quần rộng mình ngồi lên mình thường là mình sẽ mặc ở nhà, đồ to thường là mình sẽ mặc ở nhà hoặc là mình đi vòng vòng nhà hoặc là mình đi chợ thì tất nhiên là mình mặc rộng thì nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ thoải mái dễ chịu hơn là mình mặc ôm, giống như đồ con đang mặc hay là gì mình vận động nhà, mình dọn dẹp nhà thì rất là thoải mái à, cho nên là con mới là nhập cái lô hàng quần rộng á, quần ống rộng về cho các cô khi mà dọn dẹp vệ sinh thì nó dễ hơn. Mã 3 ha. Mã 3 bông rất là đẹp à. Bông 5D hả cô, con nói thật sự là bông 5D rất là đẹp luôn. Chất liệu vải 5D. Liệu vải bông 5D chứ không phải là chất liệu vải 5D. Dạ rồi đây, quần này. Chín tấc ha. Quần này con nghĩ chắc nó không tới chín tấc đâu. Tầm 70 à. 70 à. Dạ rồi 70 à, không có tới 9 tấc đâu, 70 à. 70 ha các con, cái quần ống quần dài là 70 thôi. 95 ngàn một bộ ha. Mã 3. Mã 4 size 3. Mã 4 size 3 ha các con, mã 4 size 3. Mã 5. Mã 5 size 3. Mã 5 size 3 ha.
Khi nào mà con like lên á thì có mấy cái màu á, mấy màu xe ba không có thì con sẽ like riêng ha. Mã năm xe ba, bộ đồ này rất là đẹp luôn ha các cô, rất là đẹp luôn. Con đưa cận cảnh cho các cô bông nè, cực kỳ sang luôn ha. Đây là hình chiếc lá thì lá chứ không phải là bông, nhưng mà rất là sang à ha. Hoa văn ha, hoa văn rất là nhỏ như tinh tế ha. Mã năm ha, mã sáu, mã sáu, mã sáu ha, mã sáu, mã sáu, mã sáu là một em bông hoa hồng mà nhỏ, hoa văn nhí, hoa văn nhỏ ha, bông nhỏ ha, bông nhỏ ha các cô. Dạ đây, cực kỳ đẹp hơn cổ nè. Dạ đây đó, con đưa xe ha, quá đẹp, quá xuất sắc luôn đó, bông ha các cô, cực kỳ ha. Tay này thì mặc ở nhà là cực kỳ thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái với thời tiết này mà quần ống rộng này mà tay cục nữa, quần ống rộng tay cục nữa là quá là nhất trí luôn. Mã 6 ha, mã 6, mã 7, mã 7, mã 7 ha, mã 7, mã 8, mã 8 là một hình trái cây ha, mã 8 là hình trái cây, mã 8 là hình trái cây. Mã này con có đầy đủ size ha, mày đầy đủ này, đầy đủ size, con đang la là đầy đủ size hình trái cây ha. Cái màu nó nhu á các cô, màu nó nhu, nó không phải là sáng quá mà nó cũng không phải là to. Cái này là màu sáng á, nhưng mà nó không có phải gọi là chói á. Cái màu nó nền, nó rất là bông ha, trái nó ha, cái màu nó kết hợp rất là đẹp luôn ạ. À, chất liệu vải thì các cô khỏi khỏi chê à, chất liệu vải nó khỏi chê ha. Mã 8 ha, mã 9 cho em ra ngoài chơi giùm chị một tí nữa liền. Mã 9 ha, mã 9 ha, bông này đẹp quá các cô ơi, bông này đẹp quá à. Mã 9 hình như là mã 9, bông này cực kỳ đẹp luôn. Mã 9 ha, mã 9 xuất sắc à, mã 9. Dạ đây, mã 9 ha. Có những size là màu còn, có những size thì không có mã, có màu hết cô. Cho nên là con like riêng, đó là những là size 3, size 3 là những màu mà con like là nó có từ size 3 đến size 5 ạ. Riêng cái màu này là chỉ có duy nhất size 3 thôi, mã 10. Bộ đồ này á, tầm trung, tầm con. Cái mẫu này á là ba mấy, bốn mấy á, mặc rất là đẹp mà. Con mặc vô thử ha. Con xin phép mặc bộ đồ này vô cho các cô xem ha, và đứng lên cho các cô xem cái form đồ của nó ha. Dạ rồi, con xin phép mặc cái quần vô nè. Sang ha. Dạ đây, 7 tấc nè, quần ống rộng ha, quần ống rộng 28 ha, mặc rất ở nhà rất là thoải mái ha. Cái bộ đồ này con 55 chứ thực ra nếu như mà tầm khoảng 58-59 ký con vừa ha. Dạ, rất là đẹp luôn à, rất là đẹp luôn, con mặc vừa ha. Dạ, form rất là đẹp luôn ha các cô, đường chỉ là khỏi nói ha. Dạ, cái đùi con hơi to á, bộ đồ này con mặc hai bộ đồ luôn mà vẫn vừa ha, rất là đẹp luôn. Mã 3 ha, ấy là mã 10 ha các cô, mã 10 size 3, mã 10 size 3 duy nhất một bộ ha, duy nhất một bộ này thôi à. Mã 10 size 3 rất là xinh luôn, bộ đồ này mặc ở nhà rất chi là thoải mái luôn ạ. Xinh ha các cô, xinh ha, 95.000 à. Size 4 ha, mã 11. Cái này là con lai ha, lai mã 11. Size 4 thì nó có thêm một màu cam này nữa, một em cam ha, mã 11, size 4. Mã 12, mã 12, size 4, size 5, size 6 là có một em xanh này ha các cô. Dạ, do là con có
mấy màu giới hạn cho nên nó là các cô nhanh tay chốt ha. Con sợ là nó sẽ hết hàng ha, nó sẽ qua lô mới à, con sẽ đi 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 qua từng lô một, từng mẫu một ha. Rất chi là đẹp ha, hình chiếc lá màu xanh ha. Hình chiếc lá màu xanh. Dạ, mã 12 ha. Mã 12. Size 4 ha, size 4 ha. Size 5 mã 13 ha. Mã 13 này là con có. Mã 13 này là con có đầy đủ ha. Mã 13 ha. Dạ đây. Mẫu bông này mã 13, size 4, size 5, size 6 con có đầy đủ ha. Mã 13, size 4, size 5, size 6 ha. Ha, hình bông ha các cô, rất chi là đẹp. Mã 13. Mã 14. 14 ha, size 5, size 6 ha. 14, size 5, size 6 ha. Bông này nó cái màu giống như màu rổ vậy các cô, màu như màu rổ vậy á. Size 5, size 6 các cô, màu như màu rổ vậy đó. Nó không già đâu cô, mặc bộ đồ này lên rất là sang luôn. Nó không phải là mặc lên nhìn thấy mình già đâu, cực kỳ sang luôn. Mã 14 ha, mã 14 ha. Mã 14 ha, màu này con không có size 3, con có size 5, không có size 4, có size 5, size 6 ha. Size 5, size 6. Size 5, size 6 ha, các cô cứ báo số ký ha, chiều cao ha. Rồi con sẽ nói sai cho các cô ạ. À. 15 ạ. À. 15 của con, 15 của con cái màu này nền đen ha, nền đen bông bông bóng chấm bi ha. Rất chi là đẹp. Size 6, size 7 ha. Size 6, size 7. Ồ, size 6, size 7 bộ đồ này mặc lên á không có làm cho mình cảm giác mình mập đâu các cô, con nói thiệt. Không có làm cho mình cảm giác mình mặc lên nhìn nó gọi sao đó, nó thon lại á, nó nhìn nó mình gọn, con người mình gọn lại á, mình gọn lại ha. Mã 15 ha. Mẫu cuối cùng của con mà mã 16 là size 5 ha các cô, mẫu này chỉ có size 5 thôi à, size 5 ha, mã 16. Dạ rồi, mã 16 con lên mẫu cuối cùng ha. Hả, ton của con là ton 5D ha, chất liệu vải mát mịn mượt ha. Dạ rồi, rất là đẹp luôn, con bảo đảm các cô nhận hàng các cô không chơi vào đâu được. Con đứng lên lại cho các cô xem ha, cái form quần đó ha, rất là rộng luôn ha, size 3 ha, size 3 mà con mặc rất là vừa nên các cô đừng có lo ha, từ 50kg ha, 50kg con mặc đó nè, vừa luôn. Để đây ống quần rộng ha, 7 tấc ha. Dạ rồi, con có 16 mẫu ha. Con có 16 mẫu, con cảm ơn các cô đã theo dõi kênh của con ha. Con xin phép xuống like tại đây ạ. Con hẹn các cô vào một buổi. Con có đồ mới về, với lại con có cái gì mới mới, con sẽ lên like tiếp tục chia sẻ với các cô ha. Các cô có thể đăng ký qua kênh của con là chuyên đồ bộ Ton Mỹ Dung, hoặc kết bạn Zalo với con qua số điện thoại 0343 300 210 để đặt hàng qua bên con ha. Con xin phép các cô ạ. Con xin chào.